Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn trở lại mình học tiếng Anh cho người bận rộn. Mỗi tuần mình học một chút và hôm nay là tuần số 14. Mời các bạn theo dõi. Boss, boss, boss. Boss là ông chủ, ông trùm hoặc là một người chỉ huy. Boss, boss, boss. Đồng nghĩa với boss là head man, head woman, head man, head woman, hoặc là chief, chief, manager, manager, leader, leader và supervisor, supervisor. Boss, boss là ông chủ, ông trùm hoặc là một người chỉ huy. Đồng nghĩa với boss là head man, head woman, người cầm đầu. Head man, head woman là một người cầm đầu. Còn chief, chief, chief là người lãnh tụ, đầu đảng, ông sếp hoặc là thủ lãnh. Chief, chief. Giám đốc là manager. Manager, manager, manager là giám đốc. Leader, 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 leader là một người lãnh tụ, người cầm đầu, người chỉ huy hoặc là người chủ mưu. Leader, leader. Supervisor, supervisor, supervisor. Supervisor là một người cai quản, người điều khiển, người giám thị hoặc là người trông nom là supervisor. Bây giờ mình lặp lại. Đồng nghĩa với boss là head man, head woman là người cầm đầu. Chief, chief là một người lãnh tụ, đầu đảng, ông sếp, thủ lãnh. Còn manager, manager là giám đốc. Leader, leader là lãnh tụ, người cầm đầu, người chỉ huy hoặc là người chủ mưu. Supervisor, supervisor là người cai quản, người điều khiển, người giám thị hoặc là người trông nom. Mall, mall, mall là trung tâm mua sắm. Mall. Còn đồng nghĩa với mall, trung tâm mua sắm là shopping center, shopping center. Plaza, plaza. Strip mall, strip mall. Galleria mall, galleria mall. Mall, mall là trung tâm mua sắm. Đồng nghĩa với trung tâm mua sắm, mall là shopping center. Shopping center là trung tâm mua sắm. Shopping center. Plaza. Plaza là một quảng trường. Plaza. 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 Strip mall. Strip mall là dãy trung tâm mua sắm. Một cái dãy trung tâm mua sắm là strip mall. Strip mall. Galleria mall, trung tâm thương mại. Galleria Mall, Galleria Mall, trung tâm thương mại. Lặp lại, mall là trung tâm mua sắm. Đồng nghĩa với mall là shopping center. Shopping center, trung tâm mua sắm. Plaza, plaza là quảng trường. Strip mall là dãy trung tâm mua sắm. Galleria Mall, trung tâm thương mại. Far, far, far là xa, far, far là xa xôi. Đồng nghĩa với xa, far là distant, 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 distant. Far away, far off và remote, remote. Far là xa, xa xôi.
đồng nghĩa với for là distant. Distant, distant là xa xôi. Xa xôi là distant. Far away, far away cũng là xa. Far away, far away. Far off cũng là xa. Far off, far off. Remote, remote là xa xôi, hẻo lánh, vắng vẻ. Remote, đồng nghĩa với far, xa là distant, xa xôi. Far away, xa. Far off cũng là xa. Remote, remote là xa xôi, hẻo lánh, vắng vẻ. Subway, subway, subway là xe điện ngầm, đường hầm, đường ở dưới đất. Subway, subway, đồng nghĩa với subway là underpass, underpass, tunnel, tunnel. Subway, subway là xe điện ngầm, đường hầm, đường ở dưới đất. Subway, đồng nghĩa với subway là underpass, underpass, đường hầm. Underpass là đường hầm. Tunnel, tunnel cũng là đường hầm. Tunnel, tunnel, underpass là đường hầm. Tunnel cũng là đường hầm. Road, road, road là con đường. Road, đồng nghĩa với road, con đường là roadway, roadway. Route, route, hoặc là các bạn có thể nghe người ta nói là route, route. Road, road là con đường, đồng nghĩa với con đường road là roadway, route hoặc là route. Đồng nghĩa với route, đồng, xin lỗi các bạn, đồng nghĩa với road, road là roadway, lòng đường, roadway. Route, hoặc là nhiều người có thể nói là route, cho nên các bạn nên biết hai cái. Route, route là con đường, quốc lộ, tuyến đường hoặc là xa lộ. Road là đường. Roadway đồng nghĩa với đường, là lòng đường. Route hoặc là route là con đường, quốc lộ, tuyến đường và xa lộ. Eraser, eraser là cục gom, cục tẩy. Eraser, eraser. Và Hạnh không kiếm được chữ đồng nghĩa với đúng gần nghĩa nhất với cục tẩy, eraser, cho nên eraser sẽ không có đồng nghĩa. Fair, fair, fair là không có thiên vị, không có thiên vị, công bằng, công lý. Fair, fair, đồng nghĩa với fair là just, just. Impartial, impartial, unbiased, unbiased. Unprejudiced, unprejudiced. Neutral, neutral. Non-partisan, non-partisan. Fair, fair là công bằng, không có thiên vị ai hết. Fair, đồng nghĩa với fair là just, just, just là sự công bằng, just. Impartial, impartial, impartial là công bình, công bằng. Impartial. Unbiased, 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 không có thiên vị. Unbiased là không có thiên vị. Unprejudiced, 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 không thành kiến, không có thành kiến là unprejudiced. Neutral, neutral, neutral là trung hòa, trung lập. Một người đứng ở giữa, trung lập là neutral, neutral. Non-partisan, non-partisan,
Non-partisan. 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 Phi đảng phái. Phi đảng phái là non-partisan. Fair là công bằng. Đồng nghĩa với fair là just, sự công bằng. Impartial, công bình. Unbiased, không thiên vị. Unprejudiced, không có thành kiến. Neutral, trung lập, trung hòa, đứng ở giữa. Non-partisan, phi đảng phái. Wide, wide, wide là rộng. Wide, rộng là wide. Đồng nghĩa với wide là broad, broad. Extensive, extensive. Spacious, spacious. Vast, vast. Open wide, open wide. Wide là rộng. Wide, sẵn đây là wide. Sẵn đây nói là narrow. Narrow là hẹp. Rộng là wide. Đồng nghĩa với wide là broad, broad, broad là rộng lớn, broad. Extensive, 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 mênh mông, phổ thông, rộng, extensive. Spacious, spacious, spacious là rộng rãi, spacious, rộng rãi. Open wide, open wide là mở lớn ra, open wide. Wide là rộng, đồng nghĩa với wide là broad, rộng lớn. Extensive, mênh mông, phổ thông, rộng. Spacious, rộng rãi. Open wide, mở lớn ra. Bao la là vast. Vast là bao la, quảng đại, rộng lớn. Vast, vast là bao la, quảng đại, rộng lớn. Lặp lại, broad, broad là rộng lớn. Extensive, mênh mông, phổ thông, rộng. Spacious, rộng rãi. Open wide, mở lớn ra. Vast, bao la, quảng đại, rộng lớn. Husband, husband là chồng. Husband, husband, husband. Đồng nghĩa với husband, chồng là spouse, spouse, partner, partner, mate, mate, other half, hoặc là thân thiết hơn là hubby, hubby. Husband là chồng. Đồng nghĩa với husband, chồng là spouse. Spouse có thể là vợ chồng, vợ hoặc là chồng. Vợ chồng là spouse, spouse. Partner, partner cũng là vợ hoặc là một người chồng. Một người vợ hoặc là một người chồng cũng gọi là partner, partner. Phu thê là mate, mate. Mate là phu thê. Nửa còn lại, một nửa còn lại của mình là other half, other half, other half. Còn người chồng là hubby, hubby, hubby. Lặp lại, spouse, spouse là một người vợ hoặc là một người chồng. Partner, partner cũng là vợ hoặc chồng. Mate, mate là phu thê. Other half, nửa còn lại của mình. Hubby, hubby là người chồng. Good, good là tốt. Good, good là tốt. Đồng nghĩa với tốt là fine, fine. Quality, quality. Superior, superior. Satisfactory, satisfactory. Acceptable, acceptable. Và adequate,
adequate. Good, good là tốt. Đồng nghĩa với good, tốt là fine. Fine cũng là tốt. Fine, fine. Còn quality, quality là phẩm chất, chất lượng. Quality, quality. Superior là thượng đẳng. Superior, thượng đẳng là superior. Satisfactory, đạt yêu cầu, đạt đúng yêu cầu, đạt đủ yêu cầu. Satisfactory, satisfactory, satisfactory. Acceptable, acceptable là chấp nhận được, chấp nhận được là acceptable. Acceptable, acceptable. Adequate, cân xứng, đầy đủ. Adequate, 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 adequate. Lặp lại, fine, fine là tốt. Quality, quality là phẩm chất, chất lượng. Superior, superior là thượng đẳng. Satisfactory, đạt đúng yêu cầu, đạt đủ yêu cầu. Acceptable, acceptable là chấp nhận được. Adequate, adequate là cân xứng, đầy đủ. Idea, idea, idea là một ý tưởng. Idea, đồng nghĩa với idea là plan, plan. Scheme, scheme. Suggestion, suggestion. Và recommendation, recommendation. Idea, idea là ý tưởng. Đồng nghĩa với idea, ý tưởng là plan. Plan là một cái kế hoạch gì đó. Plan, kế hoạch. Plan. Scheme, scheme là dùng mưu, âm mưu, gian kế. Ý nghĩa là mình có một cái ý tưởng, gian kế không có tốt, âm mưu gì đó. Scheme, scheme. Suggestion, suggestion, mình gợi ý, sự đề nghị. Suggestion, suggestion. Recommendation, 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 sự giới thiệu, sự tiến cử. Recommendation, lặp lại. Idea là ý tưởng, đồng nghĩa với idea là plan. Plan là một cái kế hoạch. Scheme, scheme cũng là một cái ý tưởng, nhưng mà giống như là một cái âm mưu, gian kế. Suggestion, gợi ý, sự đề nghị. Và recommendation, sự giới thiệu và sự tiến cử. Store, store là cửa hàng. Store, store, store. Đồng nghĩa với store là shop, shop. Reseller, reseller. Department store, department store. Mart, mart. Supermarket, supermarket. Và superstore, superstore. Store là cửa hàng. Store, cửa hàng. Đồng nghĩa với store là shop. Shop cũng là cửa hàng, nơi bán hàng lẻ, tiệm hoặc là một cái xưởng. Shop, shop. Reseller, reseller, reseller là người bán lại, mua đi bán lại. Reseller. Department store, department store, cửa hàng bách hóa. Department store, department store. Ví dụ các bạn mà thích đi Macy, Nordstrom, đó là những tiệm hàng department store, cửa hàng bách hóa. Department store. Mart, mart là một cái siêu thị, chỗ nhóm, chỗ nhóm chợ. Mart. Supermarket, supermarket, chợ có nhiều mặt hàng, cửa hàng lớn, siêu thị. Ví dụ như là Walmart,
cũng là một cái supermarket. Superstore, siêu thị. Superstore, một cái tiệm hàng rất là lớn. Siêu thị, superstore. Lặp lại, store là cửa hàng. Đồng nghĩa với cửa hàng là shop, cửa hàng, nơi bán hàng lẻ, tiệm hoặc là một cái xưởng. Reseller, người bán lại. Department store, cửa hàng bách hóa. Mart là siêu thị, chỗ nhóm chợ. Supermarket, chợ có nhiều mặt hàng, cửa hàng lớn hoặc là siêu thị. Superstore cũng là siêu thị. Key là chìa khóa. Key. Và Khánh không có kiếm được một cái đồng nghĩa mà đúng theo ý về chìa khóa, cho nên chìa khóa không có đồng nghĩa, chìa khóa chỉ là chìa khóa thôi. Key là chìa khóa. Office là văn phòng. Office văn phòng. Đồng nghĩa với văn phòng là workplace. Workroom. Office là văn phòng. Đồng nghĩa với office, văn phòng là workplace. Workplace là nơi làm việc. Workplace. Workroom, phòng làm việc. Workroom là một cái phòng để làm việc. Workplace là nơi làm việc. Workroom là phòng làm việc. Work là công việc, việc làm. Work đồng nghĩa với work, công việc, việc làm là labor, operate, perform và job. Work là công việc, việc làm. Đồng nghĩa với work là labor là nhân công hoặc là công việc khó nhọc và vất vả. Cho nên người ta nói cái nào mà dính dáng tới công việc vất vả, người ta hay nói hard labor, công việc khó khăn và vất vả. Labor là nhân công, công việc, nhưng mà nhân công đó làm một công việc nhọc nhằn và vất vả. Labor. Operate là vận hành. Operate. Perform là làm, nghĩa vụ, nhiệm vụ, thi hành, thực hiện là perform. Job là một công việc, việc làm thuê. Work là công việc. Labor là nhân công, công việc khó nhọc và vất vả. Operate là vận hành. Perform là làm, nghĩa vụ, nhiệm vụ, thi hành, thực hành và thực hiện. Còn job là việc, việc làm thuê. Sách là book. Đồng nghĩa với book là publication, novel, storybook, manuals, handbook và guide. Sách là book. Đồng nghĩa với book là publication là sự xuất bản của một quyển sách. Publication. Novel là cuốn tiểu thuyết. Novel. Storybook sách truyện. Storybook. Manuals sổ tay
sách học là manuals. Handbook, handbook, sổ tay hướng dẫn, sách chỉ nam. Handbook. Guide, guide cũng là sách chỉ dẫn, sách chỉ nam. Book là sách, đồng nghĩa với sách là book là publication, sự xuất bản. Novel, cuốn tiểu thuyết. Storybook, sách truyện. Manuals, sổ tay, sách học. Handbook, sổ tay hướng dẫn, sách chỉ nam. Và còn lại là guide. Guide là sách chỉ dẫn, sách chỉ nam. School, school, school là ngôi trường. Một ngôi trường là school. Đồng nghĩa với school, trường là academy, academy. Và college, college. School, school là ngôi trường. School, ngôi trường, đồng nghĩa với school là academy, academy là học viện, trường chuyên nghiệp, academy. Còn college, college là trường cao đẳng, trường đại học, college, college. Academy là học viện, trường chuyên nghiệp. College là trường cao đẳng, trường đại học. Ceiling, ceiling là trần nhà. Ceiling, ceiling. Đồng nghĩa với trần nhà là roof, roof. Ceiling, ceiling là trần nhà. Ceiling, ceiling. Đồng nghĩa với trần nhà là roof, mái nhà. Roof là mái nhà. Roof, roof. Hôm nay mình đã học xong tuần thứ 14 và hạnh xin gặp lại các bạn vào tuần số 15 của tiếng Anh cho người bận rộn. Bye bye các bạn.